Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị các bạn nhé. Phương xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thì chiều nay mấy anh em tiếp tục đi cắm câu nha các bạn. Nãy tính đi sớm rồi bị quất đám mưa quá trời luôn rồi. Giờ mới tạnh mấy anh em mới lên cắm. Đây là điểm mới. Chưa qua anh đây giờ chưa có giăng lưới được nữa các bạn. Cắm gọi đi tính. Giờ mình cắm câu đi. Tới giăng lưới được thì giăng. Cái chảo cá kho của tôi. Rồi. Cái đó chiều bỏ nấu lại. Cá nhiều mà, làm món mới. Làm món mới đi ha. Đây giờ mấy anh em cắm theo cái bờ kinh này nha các bạn. Cắm trên bờ dưới sông luôn. Cắm hai bên. Tôi cắm bờ á. Ông cắm bờ cắm sông. Hả? Cắm sông phải không? Rồi. Rồi anh Tư cắm đi xong. Xích xích lại này tí xíu à. Mới làm đám mà ổng còn hầm hì hoài. Tối nay không biết yên với ổng không đây. Yên sát sát vô mé anh tí nè. Tối nó trường lên mé. Cá mùa này nó đâu có ăn. Rồi, mấy anh em mới cắm xong nha các bạn. Hồi nãy mình đem theo có 8 mấy cần à. Cắm xong quay về dính đựng con rồi nè. Thấy tương lai rồi đó. Là tương lai đó. Đó. Một em. Lý rồi đó. Ngon rồi. À. Cá thì không được lớn mấy nha các bạn. Mà có dính là mừng rồi. Đừng có thất bại như hai ngày đầu được rồi. thấy cá táp dữ lắm ạ. À. Dưới kinh này ngon. Ngày cuối phải lấy lại. Xét cho mé luôn. Về lấy bó gần câu kia cắm thêm. Chuyển mưa đang thổi lùi luôn các bạn ơi. Mưa quá mưa rồi các bạn ơi. Nè mới đi bắt nhái và mưa dựng cái trại lên. Dựng cái lều đỡ. Để nấu cháo rồi ăn. Đói rồi. Chưa giờ ăn có bữa cơm trưa không. Đây nhái cũng hiếm nữa các bạn. Anh em bắt chừng 40 con nhái. Để hơi đi thăm câu rồi thay. Quá trời mũi rồi. Mưa xuống cái nó ẩm á. Mũi hết hồn luôn. Sức compel mà không có thấm thế gì nữa chứ. Xèo 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 xèo. Ăn giờ nó bay. Mũi không á, không phải bùa không đâu. Ủa dữ dằn luôn. Rồi nồi cháo mấy anh em nấu xong rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em ăn cháo đỡ nha các bạn. Mưa quá trời mưa. Quá xa mưa rồi. Mưa dòng nè. Còn mà muối nữa. Đây. Cháo tiếp tục mấy anh cá mình muối thì chiều các bạn. Cá rô muối á. Muối chiên. Ăn đỡ mấy chén cháo rồi chút xíu rồi bớt mưa mấy anh em đi thăm câu nha các bạn. Còn bớt nè, ngủ tới sáng luôn. Dạ, xin mời cô chú anh chị các bạn dùng cháo luôn nha. Rồi bái tay xin mời cô chú và các bạn nha. Thôi, giờ mấy anh em ăn cháo nha các bạn. Vừa ăn cháo vừa ăn mụn. Cháo này đợi tí xíu nữa cho nó giảm mưa cái mấy anh em đi thăm câu. Tối nay ngủ à, mới quải nè. Tấm này ngủ ngồi. Trời sợ mưa lớn chết. Có dựng cái liều này lên cũng đỡ đỡ tí xíu nha các bạn. Né được mưa. Rồi.
cũng giờ cũng gần sáng rồi bạn, mấy anh em sáng đêm luôn. Mưa một cái hồi tối vừa ăn cháo xong nó mưa một cái, nó mưa không có cái lều này là tiêu rồi các bạn ơi. Mưa quá xa mưa mấy anh em mà tối không có đi thăm câu được luôn. Rồi thêm mũi một cái nữa chui xuống ghe, ngồi trên này hơi mũi chịu không nổi, xúm nhau chui xuống ghe ngồi tới khuya mới nằm được một chút các bạn. Sáng hay tranh thủ mấy anh em chắc đi cuốn lưới trước nha các bạn, quá xa mũi rồi. Mới tạnh được mấy tiếng đồng hồ giờ chuyển tiếp rồi. Chuyến này đi ngay gian nan luôn các bạn ơi, không ngủ nghe gì được luôn. Về cái khu này mũi một cái ốc nổi luôn á. Rồi bây giờ mình chạy bản thăm lưới trước ha, cuốn lưới trước đi quay lại thăm câu. Rồi anh mấy anh em qua tới bên đây cuốn lưới nha các bạn. Bên đây đỡ mũi, trống đồng trống. Tối biết mình chạy qua đây ngon rồi ta. Ha. Chạy lên đây mình neo ở đây đậu ngoài này ngon. Đỡ mũi. Ở bển mũi trời ngủ nghe không được luôn mà. Bị mưa đó, cái rồi nó ẩm ướt á. Bù vô. Trời cũng hại anh Tư. Làm đem nửa chai rượu về. Vinh dưới sông lên. Tính tối tối xử nửa chai rượu luôn, quất ông quất đám quá xa. Biết chưa xử chưa rồi luôn hết à. Xử rồi luôn. Biết rồi chưa, ăn cơm xử luôn cho rồi. Mày Vinh không vậy ta? Rồi bên đây 2-3 chiếc ghe người ta đậu đẳng luôn rồi ông ơi. Ngoài trống không có mũi nè. À, 4 chiếc ta đậu một chùm giữa ruộng các bạn. Mình đi đậu vô cái lùm cây cho nó cắn muốn chết. Mình ra thì anh vô đây. Chúng đi bên đây. Người ta dắt không đủ ăn. Nhờ mần lúa. Nhiều men gì đâu dắt. Con lóc cũng cái. Đây mình không biết điểm. Đây, mấy anh em mình lựng kênh Gió Làng Quê đó mà cắm câu nhiều. Và tại mấy anh em cũng không có số điện thoại cho nên là không biết đường liên lạc. Có leo hả? Leo xuống tới đây luôn ha. Leo nữa nè. Leo hay chèn? Leo, leo. Cái chèn nó mỏ bằng hơn. Rụt đòn ha. Mấy anh em đồng nghiệp thì ta gần ở chỗ anh ta biết địa điểm trước các bạn. Nên ta đi tới cái địa điểm đó anh ta biết chỗ đó, cái vùng đó có cá. Mấy anh em nào giờ chưa có đi lần nào cho nên lên lộn chỗ, lên không ngay điểm. Lên ngay cái điểm đó nước mênh mông, tại vì không có chỗ lên ruộng các bạn ơi. Chỉ có cái điểm đó là lên ruộng được à. Mình không biết đường đi, cũng hỏi người ta dữ lắm. Ta chỉ lên đó, chạy lên đó nước quá nước mênh mông cho nên là săn bắt không có. Còn chạy đi vòng 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 thì không dám. Anh Tư hù hoài à, bởi vì chạy vòng vòng thôi.
chạy kiếm chỗ không có là thôi chắc quay về cái tư mừng húm à. Ở leo nữa kìa. Ủa có leo nhiều chứ ta. Rồi dính cái này dính kìa. Đó leo không người ta ghê kìa, hai con cái leo à. Con sống luôn á. Con này sống, con này ngủ rồi. Hai con được. Nó leo nửa ký, ký đồ. Đó leo này nó mới chiên được rồi, cái này cái đâu có cá bự đâu đòi. Đòi hỏi. Leo cái vàng cũng cực thiện mà ảnh ảnh dài đòn ha. Dài đòn với cái dài mình nó dẹp hơn tí. Chiếc tư mày dinh mà phải dinh mà phải dinh mà phải đợi đi dinh dinh đây. Có leo không ha? Có leo mà. Bốn có leo à. Leo này kho mới ngon. Ờ nhỏ này kho tiêu tới. Tới. Kho tiêu là tới. Chặt được con nữa nè. Con cái thứ sọc. Giấy cái sọc. Hôm qua cũng làm con giấy. Ngay cái đường nước vô, mấy cái đường nước vô cá dưới sông lên. Trên nó chảy xuống nó vô. À giờ này mấy cái ghe tản ra đi rồi đó. Mấy ghe này người ta làm nghề chấm lương nha mọi người. Giấy nữa. Cái mày dinh không ta? Dinh bình bành không bộ? Bên đây chống nước đường nước lên nhiều quá, cái mày dinh lên không? Nãy giờ không thấy cái rô à, cái rô cái chê không thấy. Mày dinh với mấy con cá leo. Tới 4 hành rưỡi cho dính cá mày dính nè. Tấn là anh Tư mày dính mà. Không gặp mày dính nè. Dính rồi mày đi qua cam không dám kiếm mày dính về. Không lo không gình nè, không nha. Láo lìa hết trơn. Nhìn rồi mấy anh em mới cuốn lưới xong nha các bạn, giờ qua đi cuốn vàng câu. Trời chớm mưa à. Mặt trời không thấy lên luôn. Rồi vô. Vô không? Vô. Ngủ à?
Trời ơi, tối thăm rồi là có mồi chơi chơi rượu rồi, nếu mà không mưa. Không mưa là thăm là ngon ha. Nửa chơi rượu nó làm luôn rồi ha. Chầm xé nửa chơi rượu. Đâu? Đầu hôm là mình lâm con rồi mà. Con cá lóc bên này cũng không lớn mấy ha. Ừ. Tại vì không có nửa chơi rượu, sáng tay gùng gỡ con cá dài. Không được mà. Ê, cá ngủ rồi đó mà còn gỡ không ra. Nhậm gì cũng chạy. Ít hơn từ quấn đây cục kia ta. Cái gì đây? Sảy luôn rồi. Quấn một cục luôn. Không, ở trên. Chắc ếch, cá gì. Trên ruộng không im hả? Nãy giờ làm chú thấy em quá à, đi tút này ta. Rồi, con ếch. Con quạt. Là quạt con. Phải không? Nhái tưởng đâu lú có mổ rồi chứ. Thằng này lúc dưới dữ rồi nè. Thằng này lúc rồi. Lúc con dê thẳng luôn, không biết còn cá không. Còn chắc cũng ngủ. Sợ sảy quá. Cần nó bị lôi lúc rồi. Không gờ gờ ở dưới nắm kéo lên vậy đây. Lỡ nó giục cái mỏ nó lên cá nằm dưới rồi sao. Rồi chấm chấm gì đây. Rồi còn ếch nữa rồi. Ếch này bự ạ. Khu bên đây có lục bình, mũi quá mũi. Điểm này thấy ngon quá. Khủng long rồi. Gặp con ếch khủng long rồi.
con ếch chà bá nện luôn, no cái bụng dữ lắm rồi, nó bị ngập mấy đây. Trời ơi con kìa, thứ gì chịu nổi con này. Tới công chuyện con ếch, ếch này có 300 gram. Bàn tay luôn. Đúng vàng hết luôn. Cá đâu không thấy vàng ta. Rồi, cái này cái lưỡi văng lên luôn. Rồi một con ếch nữa. Đặng gì nữa đó, nhúc nhích con ếch nữa rồi. Đây ếch không ta? Đằng kia anh cần con ếch nữa, ếch đó bự ạ. À. Ếch này thấy bự nè. Bự. Bự. Quậy quậy tưởng cá lóc toàn là ếch không các bạn ơi. Giờ anh thấy ngon quá trời luôn. Cái cần này hết mỏi chưa? Tại tối mấy anh em không có đi thăm, sảy nhiều, mấy cần lôi lúc hết. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Ồ, lóc cứng. Cũng được, xem ngoài ra. Giỏi luôn. Đấy luôn. Rồi, bay luôn. Ghê ha. Vô. Bay luôn. Lưỡi này dính ghê không? Cốc luôn. Mũi quá mũi à. Vô mấy cái lùm. Tối nó cắn muốn banh xác rồi. Chưa thấy chỗ nào mũi như chỗ này luôn. Rồi một con nữa kìa, treo mỏ kìa. Mấy nữa. Em con này ngủ rồi. Xe cũng dây luôn. Con này 200 gram à. Con thiếu luôn. Rồi cần hai cần nữa hết rồi. Con bên đâu kia. Còn quay lại đầu đằng kia chắc cũng cỡ mười mấy 20 cần hả? 20 cần. Rồi, con này hết rồi các bạn. Được 3 cá lóc. 3 cá lóc mà 2 con ngủ rồi. 4-5 mét vậy. Giờ con gại vô không kịp luôn. Mấy con ếch? 4-5 con gì hả? 5 ếch. 5 ếch. 3 con lắc. Con ếch nó khủng luôn. Ừ. Đằng này 20 cân. Cái ruộng này ba cái rong quá trời. Mấy ngày người ta bao lại vậy. Không có cho người ta vô.
Cái điểm này vậy mà không có nữa thôi. Cái ruộng này êm quá, như cái vuông vậy. Hết hả? Nó cần nó quýu đột á. Quá trời, vô cục cỏ này nó sảy quá. Mò dưới à. Nhái nằm trên đó luôn. Phải không? Quá trời vô cục cỏ luôn. Cá rô quá trời, cá rô luôn. Này cuối mùa nước người ta bơm ra một cái chắc cá dữ lắm hả? Vô nhích nhích cần hả? Gì anh Tư? Ếch tươi nữa hả? Ếch này sống luôn. Đâu ếch luôn hả? Cần này cũng ếch nữa nè. Cắm cá lóc mà dính ếch. Đó hồi cắm ếch cái không dính. Còn mấy cần nữa. Này chắc dư mồi, cá rô non nhiều quá dư mồi. Hai ba cần nó hết rồi. Qua cái rô tôm tích ục thế ấn à. Này cần câu tay ngồi câu sướng lắm ta. Rồi mấy anh em mai về tới liều nha các bạn. Thành quả buổi sáng ếch là nhiều nha các bạn. Làm sao con ếch vậy? 6-7 con gì luôn. Bàn cá lóc à. Cá chiến này mình đi bị thất thu rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em gom đồ nha các bạn. Dọn đồ xuống ghe nè. Bây giờ đang gỡ cái liều ra. Chuẩn bị chạy về nha các bạn. Chuyến này mấy anh em trải nghiệm 72 giờ. Cắm câu cá lóc, chủ yếu cắm câu cá lóc mà hơi bị thất thu rồi. Hồi nãy thì mấy anh em đi thăm lưới không được ký ngoài cá mì dinh nhiều rồi. Cá mì dinh với cá leo không à, cá trắng không à. Không có cá đen. Bây giờ mấy anh em dọn dẹp rồi chạy về các bạn ơi. Hồi hôm cuối cùng đêm mưa mà tầm tã rồi thêm mũi nó cắn nè. Tới công chuyện luôn. Ngồi không à, ngủ được mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ gì. Chập chập mắt vậy thôi, ngủ gì mũi nó cắn. Ba anh em dồn xuống vỏ luôn. Rồi, xong hết nha các bạn. Mấy anh em cũng dọn chạy rồi, dẹp gỡ chạy rồi ra hết rồi các bạn. Dọn dẹp sạch sẽ rồi. Giờ chuẩn bị xuất phát chạy về nha các bạn. Vô nước biển mũi cắn quá, vô nước biển hả anh Tư? Rồi giờ mấy anh em xuất phát chạy thẳng về nhà luôn các bạn ơi. Rồi mấy anh em về tới nhà nha các bạn. Thành quả hôm nay nè, giăng lưới với cắm câu. Có một con cá nhỏ này mình thăm vào chiều hôm qua nha các bạn. Chiều hôm qua mấy anh em cắm về cái dính con. Sáng nay được 3 cá lóc à. Ếch thì
6 7 con ếch gì á. 8 con. Chà bá luôn. Với mới cá mè vinh nè. Giăng lưới bữa nay dính cá trắng không luôn. Cá mè vinh với cá leo. Cá leo cũng 4 5 con vậy hả? 5 con. Cá này của bữa trước. Đó. Cá này bữa mấy anh em cũng cắm câu. Cá rô và giăng lưới. Chê, chê vàng ngủ hết rồi. Còn sống con con. Mấy con vàng bắt mà đi nữa này. Cá sống bỏ rộng đi. Mấy cái lóc này mấy cái gì vàng bắt nhưng mà động cho chúng cá rô. Rô đạt lóc chắc chắn. Cái rô còn là sống đâu. Còn con hay con sống. Mần hết luôn đi. Chê vàng sống rồi bỏ lại. Nên là sống rồi bỏ rộng rồi. Mấy con chết xử hết à, nói chung là chuyến trải nghiệm này mấy anh em hơi bị vất vả nha các bạn. Đi thì không có đúng điểm nè. Săn bắt thì cũng không có được nhiều. Có đêm nay là đêm cuối mà còn tàn tạ luôn á. Tàn tạ đi nha. Lớp mưa tầm tã rồi lớp mũi nữa. Chuyến này đi 72 giờ mà có một chai rượu đem về nửa chai anh Tư hậm hực sáng giờ ha. Thôi mấy anh em cũng giờ tới nhà suôn sẻ nha các bạn. Thì video của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.